Ok, hello tất cả anh em, và chúng ta cùng trở lại với một cái dạng video reaction. Thì sao nào? Hôm qua chúng ta có một cái video mới ra mắt nhưng tầm đêm qua thì phải. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023. Tầm 11 tiếng trước chúng ta có một cái video first look về Omni-Man. Rồi, nghĩ đi bạn, nghĩ đi. Đấy, nói phát anh em biết ai đúng không? Không dài dòng văn tự, chúng ta vào luôn video reaction. Chúng ta sẽ vào luôn cái video này. Uầy uầy uầy, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh đừng vội. Đi nha. Màn hình đủ to cho anh em. Từ từ đã, anh em chờ tí biện pháp nghiệp vụ đã, bình tĩnh. À, đâu rồi? Bình tĩnh, tôi phải tùy chỉnh lại cái màn hình á. Transform này. Edit Transform 10192010180. Đó. Vừa vặn chưa? Vừa vặn luôn. Chúng ta đến với video ngày hôm nay luôn nhé. Đấy chưa? Xem nào. Ui giời. Chiến. Oh, Tremor? Tremor. Yes. Tremor. Ui giời, ui giời. Hay. Ui giời, ui giời. Fatal Blow. Chắc chắn rồi. Yes. Ui giời. Ui giời, lăn chơi các kiểu. Ui giời, Tremor. Ui, né kỹ năng luôn ạ. Nó kiểu parry tầm xa ấy, vãi lìn. Ôi giời ơi. Bạn được, bạn được, bạn được. Bạn được. Bạn được, bạn được, từ từ nha. Bạn được đấy, bạn cũng được đấy. Không đùa đâu. Chúng ta có gì đây anh em? Chúng ta vừa nhìn thấy, anh em vừa nhìn thấy nhá, chúng ta có một cái, chúng ta có hai cái fatality. Hai cái fatality đấy chúng ta có gì? Chúng ta có cảnh hai cái fatality đấy đều lấy từ trong phim. Một cái đoàn tàu, anh em chắc anh em biết rồi. Một cái là nghĩ đi bạn ơi, nghĩ đi. Đấy chính cái tôi vừa nói đấy. I know. Bây giờ nhá. Giờ với một truyền thống trên kênh thì chúng ta sẽ phải làm gì? Một truyền thống trên kênh là chúng ta sẽ phải ngồi xem là những kỹ năng của Omni, của The Invisible sẽ như thế nào, không? Của The Only Man sẽ như thế nào? Những cái đòn đánh không? Truyền thống rồi. Kênh này chủ yếu là kênh kỹ năng thôi, chứ cốt truyện không biết gì đâu. Thật. Để xem nào. Chúng ta cùng xem qua một số kỹ năng ban đầu của Omni Man. Con mã mày lâu thế. Vào đi, vào. Đây rồi. Với truyền thống game này thì đòn đầu tiên của combo chắc chắn là một đòn 2. Đó, Tremor hất lên, Launcher. Đây là một cái Launcher tiếp của một cái Launcher, sau đó là Grab của Omni-Man này. Wow. Grab, còn đây là Fatal Blow không nói nhé. Fatal Blow không nói này. Ok. Tiếp thế nào? Rồi đây là một Launcher, một cái Launcher của Omni-Man. Từ ạ. Launcher của Omni-Man này. Launcher tiếp. Tremor nối. Úi giời. Tremor nó có hai chiêu nối sao nhỉ? Nó có Tremor có hai hẳn hai chiêu để nối combo sao nhỉ? Hai chiêu cameo ấy. Đây một cái đấm hất lên này, đấm một cái cameo đấm hất lên này, cũng có thể launcher ở lên combo tiếp này. Đó, một cái bắn lên cũng để nối, cũng nối được nữa. Đó, sau đó là một đòn knockdown. À, chúng ta có một đòn kiểu dạng là parry đúng không? Chúng ta có một đòn theo kiểu dạng là né, né xong rồi khi mà mình né được cái đòn kỹ năng tầm xa đấy của đối phương, đòn project của đối phương thì đối phương sẽ bị ăn đòn. Đó, đòn này chắc là có cả Jupiter đây rồi. Đó. Còn bây giờ đây. Còn đây, fatality này chúng ta không phải nói thêm rồi, nhìn nó quá quen thuộc ở trong phim rồi. Với cả nó cũng đây, chúng ta để ý từ trái này, Boon Tobias này, rồi cũng vừa là reference đến phim, vừa là reference đến màn như kiểu màn subway ấy, màn subway kinh điển trong MK từ phiên bản MK3 ấy. Còn cái bóp này thì anh em biết rồi,
Nghĩ đi bạn ơi. Cái này anh em biết rồi nha. Đó. Cái này quá nổi tiếng rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta Omni-man thì sẽ có trong khi mà anh em đã mua bản premium rồi hay là đã mua combat pack rồi thì sẽ có được thì sẽ được chơi Omni-man sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 2023. Đó thì đương nhiên là khi mà Omni-man ra mắt thì tôi sẽ chơi cho anh em xem rồi, anh em cứ yên tâm đi, không sao cả. Kiểu vì đợt yên tâm là đợt tới chúng ta còn rất nhiều nhân vật nữa chúng ta sẽ chơi. Chúng ta sẽ chơi bởi vì tôi xem xương xương có bao nhiêu nhân vật nữa nhỉ. Xương xương còn nói chung là còn nhiều lắm bởi vì tôi vẫn chưa chơi được nhiều đâu. Có một số nhân vật anh em yêu cầu mà tôi vẫn chưa chơi được. Thì cái đấy xin phép là từ từ nha anh em nhé. Thì ok, nếu anh em thấy thích video này có thể cho tôi một like video và một share video bất kỳ nào. Mà các em muốn ngoài ra thì các anh em chưa làm có thể bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Hoàng Béo là các anh em sẽ có video mới để vào xem luôn. Tức cái video này nó chỉ là cái một cái first look thôi anh em ạ. Khi nào có combat cast hoặc là một cái trailer nó tử tế hơn thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái video thời lượng nó dài hơn một tí để anh em có thể nắm rõ và tổng quát về video này hơn. Lần này là tôi đã cố kéo nó dài ra một tí cho anh em xem cho nó đỡ bị hụt rồi. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và tôi sẽ gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.